Kính chào quý vị. Nhân dịp năm mới, Cẩm Tú kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Ngày Tết đoàn viên, chúng ta ai cũng muốn về bên người thân và gia đình. Còn người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam thì sao? Cẩm Tú xin mời quý vị hãy gặp gỡ một huấn luyện viên bóng đá người Pháp sống nhiều năm tại Việt Nam. Anh sẽ chia sẻ với chúng ta về quá trình 10 năm đón Tết Việt bên gia đình nhỏ của mình. Năm 2007, tức là vừa đúng 10 năm về trước, chàng trai chưa đầy 30 tuổi, Guillaume Gretchen, chia tay nghiệp cầu thủ. Chỉ vài tháng sau, anh đến Việt Nam xa xôi, nhận nhiệm vụ mới, đó là làm thầy của 17 cậu bé yêu bóng đá ở độ tuổi 13. Thời điểm đó, trung tâm huấn luyện Hàm Rồng khai giảng khóa đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Bao lạ lẫm thuở ban đầu, sớm nhường chỗ cho guồng quay công việc tất bật. Khóa 1, khóa 2 đã trưởng thành, đa phần các em chơi bóng chuyên nghiệp tại V-League. Giờ là lúc Guillaume dành mọi tâm sức cho các cầu thủ khóa 3 và 4. 10 năm là khoảng thời gian rất đặc biệt. Bạn thấy đó, tôi đang trả lời phỏng vấn của bạn thì phía sau tôi, một số cầu thủ khóa 1 đang đóng quảng cáo cho một đơn vị tài trợ. Các em đã trưởng thành, dần tìm được chỗ đứng của mình. Nói thật là tôi thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Nhập gia tùy tục. Câu nói quen thuộc của người Việt Nam cũng rất đúng với Guillaume. Ông thích ăn món Việt, nói tiếng Việt khá sỏi, lập gia đình với một cô gái quê Bình Định và hiện đang làm đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. Chính Guillaume Gretchen đã xem mình là một người Việt đúng nghĩa. Tôi muốn nhập quốc tịch Việt Nam và cũng đang trong quá trình làm thủ tục. Về món ăn thì tôi may mắn có được một người vợ giỏi nấu ăn. Cứ được cô ấy thì tôi không cần phải đi du lịch nhiều, vẫn có thể thưởng thức được những món ăn mới lạ. Nói thật, tôi không thích bánh chưng lắm. Nó làm tôi đầy bụng, nhất là khi dùng kèm với bia. Cắn hạt dưa cũng thú vị, nhưng sau đó thì dọn dẹp vỏ hạt vất vả quá. Còn lại, tôi mê hết các món Việt Nam. Không biết là đối với anh những ngày Tết nó sẽ diễn ra như thế nào và nó có cái gì đặc biệt hay không? Cũng giống như người phương Tây, dịp lễ cuối năm mọi thành viên trong gia đình sẽ tụ họp với nhau. Ngày Tết với tôi là khoảng thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn. Tôi muốn dành trọn cho gia đình. Đầu tiên là một tuần đi nghỉ ở Phú Quốc cùng vợ và hai con. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại Pleiku. Ngày Tết các cầu thủ đều trở về quê, các em không đến chúc Tết được đâu. Nhưng nhà tôi thì đông khách lắm, năm nào cũng vậy. 10 năm ở Việt Nam thì tôi tin là anh có được rất là nhiều điều, anh nhận được rất là nhiều điều. Nhưng nếu như nhìn lại thì anh có cảm thấy tiếc vì về một cái vấn đề gì đó hay không? Tôi có tiếc nuối chứ, thậm chí là thất vọng nữa. Đầu tiên là thành tích kém thuyết phục ở giải U19 châu Á năm 2014. Dù trước đó chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng. Sau đó là tại V-League. Rõ ràng bản thân tôi đã thất bại tại giải vô địch quốc gia Việt Nam khi nắm đội 1 Hoàng Anh Gia Lai. Tôi vốn đã quen với sức ép từ thành tích, bởi khi 16-17 tuổi tôi đã bắt đầu thi đấu. Tôi quan niệm rằng phải không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Thất bại không có nghĩa là mọi cơ hội bị đóng lại, phải nhìn về tương lai với suy nghĩ tích cực, lùi một bước để tiến ba bước. Tôi may mắn là không đọc được báo tiếng Việt, viết về mình nên ít bị chi phối. Ngoài ra, cuộc sống ở Pleiku rất yên bình, đã giúp tôi lấy lại cân bằng rất nhanh. Gia đình cũng là một điểm tựa quan trọng khi tôi gặp căng thẳng. Suốt 10 năm dài gắn bó với trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, khoảng 100 cậu bé đã và đang được Guillaume Gretchen truyền thụ kỹ năng chơi bóng và cả sự giáo huấn nghiêm khắc. Thầy Dâm rất là nghiêm khắc nhưng mà rất là thương tụi em, quan tâm tụi em. Em rất là cảm kích thầy. Thầy Dâm em rất cảm ơn. Nếu như tương lai em mà tốt thì em cảm ơn thầy Dâm rất nhiều. Tại vì thầy đã dẫn dắt em, nuôi dạy em từ nhỏ, từ những cái mà không biết cho đến cái biết. Đôi chân trần vẫn miệt mài trên sân tập 2 buổi sáng chiều. Chàng trai người Pháp ngày nào này đã vào độ tuổi trung niên. Một mùa xuân nữa lại về, mái tóc nhuốm thêm màu thời gian, nhưng ánh mắt vẫn cương nghị là thế. 10 năm với bao vui buồn, thành bại và như Guillaume đã nói, gia đình riêng với hai thiên thần nhỏ và người vợ Việt Nam đảm đang. Phố núi Pleiku yên bình luôn là điểm tựa vững vàng giúp ông vượt qua mọi áp lực cuộc sống, hoàn thành vai trò huấn luyện. Từ cơ sở này, người hâm mộ có thể tiếp tục vững tin
Guillaume sẽ gắn bó dài lâu, tiếp tục tâm huyết với nghề, tạo dựng thêm các lớp cầu thủ kế thừa, vừa tài năng, vừa đạo đức cho bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn.